Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày 6 tháng 10 năm 2024. Đêm qua, cả ba ông lớn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh bao gồm Arsenal, Man City và Liverpool đồng loạt ra sân. Trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn, cả ba đều trải qua những trận đấu tương đối vất vả. Hãy cùng cập nhật những thông tin cụ thể trong tin nóng ngày hôm nay. Arsenal, Man City ngược dòng cảm xúc. Hôm qua, cả Arsenal và Manchester City đều gặp khó khăn trước những đối thủ được đánh giá dưới cơ. Thưa quý vị, tại Emirates, Arsenal đã hoàn toàn áp đảo Southampton với tỷ lệ cầm bóng luôn trên ngưỡng 70%. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến khi mà phút thứ 55, đội bóng mới lên hạng đã chớp thời cơ phản công và có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm chuẩn xác vào góc xa của tiền đạo Archer. Nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đoàn quân của Mikel Arteta đã chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Trong vòng 30 phút từ 58 đến 88, pháo thủ đã ghi liên tiếp 3 bàn vào lưới của đội khách, có đó ấn định màn ngược dòng ấn tượng với tỷ số 3-1. Những cầu thủ đã lập công đó là Kai Havertz, Martinelli và Bukayo Saka. 3 điểm trên sân nhà giúp cho Arsenal tiếp tục cho cuộc đua vô địch với những đối thủ. Đáng chú ý, Man City cũng trải qua tình cảnh tương tự khi bất ngờ đối đầu với Fulham và bị dẫn trước. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có thể ngược dòng trong ngày Erling Haaland chơi nhạt nhòa. Mateo Kovacic và Jeremy Doku đã tỏa sáng, trong đó Kovacic lập cú đúp mang về 3 điểm cho đội chủ sân Etihad. Chiến thắng trên sân nhà giúp thầy trò huấn luyện viên Pep nhiều tóc tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Liverpool trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn. Chỉ khác là so với Arsenal, Man City để đối thủ ghi thêm một bàn ở cuối trận và giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Trong khi đó, Liverpool đã thắng sớm ở trận đấu đầu tiên khi vượt qua Crystal Palace bằng bàn thắng duy nhất của Diogo Jota. Kết quả này giúp họ giữ vững được ngôi đầu bảng sau khi vòng 7 khép lại. Van Veder giúp Real chiến thắng. Đêm qua, Real Madrid đối đầu với Villarreal tại La Liga. Họ vừa trải qua trận thua sốc trước Lille tại Champions League nên rất quyết tâm trở lại. Van Veder đã trở thành ngôi sao tỏa sáng khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo giúp Real thắng 2-0. Tác giả bàn thắng còn lại là Vinicius. Chiến thắng này giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barca, đồng thời quên đi trận thua vừa qua tại UEFA Champions League. Dortmund, Leverkusen gặp kết quả bất lợi. Vừa trở về sau những kết quả cực kỳ tích cực tại UEFA Champions League, nhưng cả Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen đều đã trải qua những trận đấu rất khó khăn. Với Leverkusen, họ đã dẫn trước 2 bàn chỉ sau 8 phút trước gao thủ Kiel. Nhưng sau đó bất ngờ đã xảy ra khi đội khách có được 2 bàn gỡ để có được trận hòa đầy quý giá trên sân của nhà đương kim vô địch. Borussia Dortmund còn tệ hơn khi đối đầu với Union Berlin. Họ trở về sau chiến thắng cực đậm tại Champions League, nhưng cuối cùng lại để thua đối thủ 1-2 ở Bundesliga. Dortmund đã cho thấy sự thiếu ổn định của mình với các trận đấu ở giải quốc nội. Ronaldo và Sadio Mane lại tỏa sáng. Ở Saudi Pro League xa xôi, Anas vừa ra sân tối qua trong cuộc so tài với câu lạc bộ Al Urban. Đối thủ đã khiến cho Ronaldo và Sadio Mane có rất nhiều cơ hội để bắn phá vì họ được đánh giá là dưới cơ Anas rất nhiều. Ngay phút 27, Ronaldo đã mở tỷ số cho Anas trên chấm phạt đền. Sau đó Sadio Mane tỏa sáng với cú đút trong hiệp 1 và hiệp 2. Anas chung cuộc thắng 3-0. Chiến thắng này giúp họ tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng. Họ cũng đã cho thấy sự trở lại ấn tượng dưới thời của huấn luyện viên Pioli với những thắng lợi liên tiếp. Cavani gia hạn với Boca dù cao tuổi. Edinson Cavani, tiền đạo người Uruguay vừa gia hạn hợp đồng với Boca Juniors thêm một năm nữa, kéo dài đến tháng 12 năm 2026. Điều này được cho là nhờ phong độ ổn định của chân sút đến từ Uruguay. Cầu thủ 37 tuổi đã duy trì phong độ cao kể từ khi gia nhập của câu lạc bộ Argentina theo dạng chuyển nhượng tự do tháng 7 năm 2023. Tính riêng mùa giải này, Cavani đã có được 17 bàn sau 27 trận trên mọi đấu trường. Chứng kiến sự tỏa sáng của Cavani, cổ động viên MU phần nào tiếc nuối. Hiện tại MU đang thiếu một tiền đạo biết cách ghi bàn. Tân binh Joshua Zirkzee vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, trong khi Rasmus Højlund liên tục gặp vấn đề về thể lực. Dễ hiểu khi Quỷ Đỏ mới thắng 3 trên 10 trận kể từ đầu mùa. Edinson Cavani từng vật lộn với chấn thương nên không có nhiều đóng góp cho đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải 2021-2022. Cầu thủ này chỉ ghi được 2 bàn sau 20 lần ra sân, sau đó thì không được lãnh đạo của câu lạc bộ giãn hợp đồng. Trước đó Edinson Cavani đã chơi chói sáng, anh ghi 17 bàn sau 39 trận, giúp MU giành Á quân Premier League và Europa League. El Matador đã chinh phục người hâm mộ MU bằng thái độ chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hồi tháng 5, Cavani đã quyết định chia tay đội tuyển Uruguay để tập trung cho sự nghiệp cấp câu lạc bộ ở độ tuổi xế chiều. Anh ghi bàn nhiều thứ hai ở đội tuyển quốc gia, 58 pha lập công, đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ khóa Uruguay nhiều nhất. Nóng, Pogba sắp chia tay Juventus. Theo nguồn tin từ La Gazzetta dello Sport, Juve muốn sớm chấm dứt đồng với Paul Pogba, kể cả cầu thủ này đã được giảm án phạt và có thể trở lại thi đấu vào năm 2025. Lý do chính khiến ban đàm giá muốn chia tay Pogba nằm ở mức lương của cầu thủ này. Trong giai đoạn chờ án phạt chính thức, Juventus chỉ trả cho cựu sao MU khoảng 2.000 euro mỗi tuần.
Nhưng đến khi nhà vô địch World Cup 2018 trở lại, mức lương sẽ nhận được của anh là 10 triệu euro một mùa, ngang ngửa với ngôi sao đang hưởng lương cao nhất đội, đó là Dusan Vlahovic. Ở vị trí của Pogba, Juve sở hữu khá nhiều những cái tên chất lượng, đó là Kurt Meiners, Douglas Luiz, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli, Weston McKennie, hay kể cả là Kefren Thuram. Đều là những cái tên sẵn sàng cạnh tranh suất là chính. Theo Casio Mercato, việc Juve chấm dứt hợp đồng với Pogba sẽ là giải pháp có lợi cho cả hai. Nguồn tin tự ý thì cho biết giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS có thể sẽ là bến đỗ của cầu thủ 31 tuổi. Dự kiến anh sẽ được trở lại tập luyện vào tháng 1 năm 2025. Anh sẽ được tham gia vào các trận đấu chính thức từ tháng 3 cùng năm. Đây cũng là thời điểm mà mùa mới MLS khởi tranh. Huấn luyện viên Italia từ chối MU. Huấn luyện viên 10 khó đang có khởi đầu phải nói rằng vô cùng thảm họa ở mùa giải năm nay tại ngoại hạng Anh. Dù được trao hợp đồng mới vào mùa hè, Ten Hag có lẽ không đủ thời gian để có thể cứu công việc của mình. Theo Sport Italia, lãnh đạo của Manchester United đã tiếp cận Simone Inzaghi để đưa ra lời đề nghị thay thế Ten Hag, nhưng sự tiếp cận này đã bị từ chối ngay lập tức. Inzaghi đã gây ấn tượng trong quãng thời gian huấn luyện Inter và khiến cho Man United phải để mắt. Nhà cầm quân người Italia từng giúp Lazio trở lại đấu trường Champions League trước khi được Inter chiêu mộ. Inzaghi dẫn dắt Inter vô địch Serie A, giành 2 Coppa Italia, lọt vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, dường như Inzaghi chưa sẵn sàng chia tay Inter ở thời điểm này. Simone chính là anh trai của tiền đạo nổi danh Filippo Inzaghi. Trong sự nghiệp cầu thủ, Filippo là cầu thủ tên tuổi hơn với 2 danh hiệu Champions League và 1 World Cup. Nhưng trên cương vị huấn luyện viên, Simone Inzaghi nổi bật hơn. Hiện tại Filippo đang dẫn dắt đội bóng ít tên tuổi là Pisa. Về phần 10 khó thì ông dường như chỉ còn trận đấu với Aston Villa vào cuối tuần này để giữ ghế. Nhà cầm quân người Alan hiểu rằng ông cần một kết quả tốt để giữ lại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của mình. Trong trường hợp MU sa thải Ten Hag, họ sẽ phải tìm kiếm một phương án khác ngoài Simone Inzaghi. Hiện tại MU đã có những lựa chọn tốt hơn như Thomas Tuchel hay Graham Potter, Marc Allegri. Cựu ngôi sao Real đến Malaysia. Vâng, Jesse Rodriguez, ngôi sao từng 2 lần vô địch UEFA Champions League với Real Madrid, đã gia nhập câu lạc bộ Johor Darul Tazim của Malaysia. Cầu thủ 31 tuổi đã chuyển tới khoác áo câu lạc bộ này theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây là câu lạc bộ thứ 10 trong sự nghiệp của cầu thủ tấn công người Tây Ban Nha. Hiện chưa rõ thời hạn hợp đồng của cựu sao Real Madrid với câu lạc bộ Malaysia. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết Jesse đã lâm vào cảnh thất nghiệp gần một năm qua. Lần gần nhất cựu tuyển thủ Tây Ban Nha thi đấu chuyên nghiệp là ở Brazil dưới màu áo của Curitiba. Thưa quý vị, đến cuối tháng 11 năm 2023, đội bóng thuộc Serie A đã chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này. Trước khi sang Malaysia thì Jesse đã không thể tìm được điểm dừng chân, ngay cả khi các giải đấu hạng khá của châu Âu ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, anh cũng không tìm được cơ hội. Với câu lạc bộ của Malaysia, đây là đội bóng hàng đầu của Malaysia. Sau 2 lượt trận ở AFC Champions League mùa giải này, đội này đã giành được 4 điểm, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng khu vực phía Đông. Hôm 1 tháng 10 thì họ đã thắng câu lạc bộ Shanghai Shenhua với tỷ số là 3-0. Trước đó họ đã hòa đội đương kim vô địch Trung Quốc, đó là Shanghai Port 2-2. Thành tích nổi bật của câu lạc bộ này đó là 10 lần lên ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia Malaysia và vô địch cúp CI châu Á năm 2015. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.